Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video, hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, hôm nay sáng ngày 8 tháng 12 2023 vẫn tiếp tục là những cái thông tin chia sẻ về Cường đến tất cả khán giả chúng ta. Hôm nay thứ sáu quý vị, mở đầu cho một ngày mới, một cái trang thông tin mới cũng như là một cái hình ảnh mới mà từ Hồ Văn Cường fan club, một vị FC cô Violet Art đã chia sẻ để quý vị. Một cái hình ảnh trong đoạn video của Cường trong cái bộ đồ tin, bộ đồ jean hip hop đó quý vị, rất là trẻ trung và rất là năng động, và dòng chữ Friday 8 tháng 12 2023, một cái bức ảnh đẹp trong cái ngày mới ha quý vị, mà khán giả dành cho Hồ Văn Cường. Mà cũng phải nói là cô Violet cổ cũng thường xuyên chia sẻ về những cái bức ảnh hầu như là mỗi ngày đó quý vị. Mà hầu như hãy thấy một số cô chú anh chị khán giả cũng chia sẻ là khi thấy được những cái bức ảnh mà cô Violet Art đã tạo ra cùng với Cường đó quý vị, thì ai cũng khen. Đúng là cô cũng có những cái năng khiếu, phải nói là nghệ thuật hay quá hết quý vị, rất là đẹp. Kế tiếp là một cái hình ảnh Cường trong một bộ vest trắng quý vị, mắt đang liếc ai không biết nha quý vị. Thì kèm theo đó là bài viết của vị FC Hoa Tím ngày xưa đã chia sẻ như thế này trong Hồ Văn Cường fan club: liếc với bạn Cường nha, Cường biết liếc rồi nha, Cường liếc ai mà liếc dữ vậy chàng ơi, cả nhà có vé show 17 tháng 12 tại phòng trà Bến Thành Sài Gòn và 1 tháng 1 2024 ở Mây Đà Lạt trên tay chưa ạ? À? Và đừng quên cài view cho MV Người ơi đừng bỏ quê cho con trai nhé. Phía dưới cũng là cái đường link của MV Người ơi đừng bỏ quê đó quý vị, cũng như là nhắc nhở cho khán giả chúng ta là mình có hai cái hẹn sắp tới. Đầu tiên gần nhất còn khoảng chừng có 9 ngày nữa ha quý vị, là cái sự kiện ở phòng trà Bến Thành ngày 17 tháng 12. Chúng ta đã có vé chưa? Nếu chưa thì chúng ta tranh thủ đặt vé, lựa chọn cho mình một chiếc vé thật là sớm nha quý vị, để đồng hành với Cường. Và sự kiện 1 tháng 1 khai xuân ở Đà Lạt, chúng ta cũng tranh thủ liên hệ ha quý vị, vé của hai sự kiện vẫn còn. Cái tấm hình này hình như là lúc này khán giả đang nói cái gì mà Cường đang lắng tai nghe hay gì phải không quý vị? Bắt được cái nhịp của cái hình ảnh này cũng rất là hay ha quý vị. Trong cái sự kiện gần nhất tới, sự kiện ngày 17 tháng 12, thì hãy tin là không phải khán giả nào cũng có thể được sắp xếp thời gian để đi được hết quý vị. Cho nên cũng có khán giả cũng rất là tiếc khi mà không đến dự được cái show tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta không đi được thì chúng ta cũng có thể ở nhà chúng ta xem trực tiếp hết quý vị. Và tiếp theo thì mình cũng có thể nghe nhạc, cài view, ủng hộ cho cái sản phẩm MV của Cường và ủng hộ cho cái ca khúc Hàng Mặc Tử mà Bác Ba với Cường song ca nha quý vị. Thì một vị khán giả, một vị FC cũng có chia sẻ như thế này: con ơi, cô ngày nào cũng cày view cho con, cho cả hai bác cháu. Cô lúc nào cũng nhớ thương con, và 17 này con có show diễn tại Sài Gòn, nhưng cô không thu xếp được thời gian để đi show. Cô chúc cho con show diễn được thành công rực rỡ, hẹn con show diễn gần nhất, cô nhớ con nhiều. Cũng rất là muốn đến dự cái sự kiện của Cường, nhưng mà do cái tính chất công việc cũng như là không thể nào mà sắp xếp được cái thời gian hết quý vị để mà dự show, thì cũng mong là hẹn những cái show nào có dịp có duyên thì sẽ đồng hành, và cũng không quên chúc cho cái show diễn của Cường thành công. Và cô cũng chia sẻ là lúc nào cũng đang cày view ủng hộ cho cái MV của Cường cũng như là ủng hộ cho cái ca khúc Hàng Mặc Tử, màn song ca của Cường cùng với lại Bác Ba. Thì hiện tại đó quý vị, hãy cũng xin cập nhật cho quý vị biết luôn, hiện tại thì ca khúc Hàng Mạc Tử, một cái sự phối hợp song ca rất là hay mà liên tục thăng hạng trong nhiều ngày qua, được tất cả khán giả cũng như là FC cũng luôn đồng hành và ủng hộ cũng như là cày view cho cái ca khúc trên của hai bác cháu đó quý vị. Thì đến thời điểm này quý vị biết là ca khúc Hàng Mặc Tử đó đã có hơn 800.000 lượt xem rồi đó quý vị, và hiện tại là đang nằm trong top 7 của danh mục âm nhạc thịnh hành. Phải nói là cái sự yêu mến của khán giả, fan hâm mộ của Bác Ba nè, cộng với lại là fan hâm mộ của Cường nữa ha quý vị, luôn mạnh tay san sẻ và lan tỏa chia sẻ cái ca khúc Hàng Mặc Tử, mà phải công nhận màn song ca của hai bác cháu phải nói là quá đỉnh đó quý vị. Cho nên trong khoảng hơn một tuần hả quý vị mà chiếm được cái lượt view gần hơn 800.000 và nằm trong top 7, phải nói là thăng hạng liên tục, đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng hả quý vị, để biết đâu trong cái thời gian sắp tới thì Cường và Bác Ba sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm tiếp theo, có những cái màn song ca nào đó nữa ha quý vị. Chúng ta cùng chờ đợi, biết đâu Bác Ba sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cái sản phẩm mới đồng hành với Cường nữa trên kênh YouTube ha quý vị, để khán giả chúng ta cùng ủng hộ cho cái sản phẩm của hai bác cháu.
Và ngày hôm qua đó quý vị hãy cũng có thấy được một vị khán giả có chia sẻ là một cái đoạn video, một đoạn trailer rất là ngắn trong cái sự kiện tháng 5 vừa rồi, quý vị còn nhớ không? Cái sự kiện ở Cần Thơ đó quý vị, được ghi hình lại phải nói cực kỳ là đẹp luôn quý vị, nhìn rất là bắt con mắt. Mà cái kỷ niệm này phải nói là rất là đẹp và rất là ấn tượng với nhiều khán giả của các miền hả quý vị, miền Bắc, miền Trung và đặc biệt nhất là khán giả miền Tây đó quý vị, được đồng hành cùng với Cường, một trong những cái sự kiện ở thành phố lớn của Cần Thơ. Và trên hình ảnh thì quý vị chúng ta cũng đang xem đó quý vị, hãy mở cho quý vị xem lại một cái đoạn ngắn ha. Lúc này là đang hô vang khẩu hiệu Hồ Văn Cường cũng như là cái giờ chuẩn bị gặp nhau để lấy vé ha quý vị. Phải nói là một trong những cái sự kiện mà fan hâm mộ của Cường đến rất là đông tại một thành phố lớn của miền Tây hả quý vị, để dự cái sự kiện của Cường. Nó quay đẹp quá quý vị, mình cái chiếc đèn led giơ lên quý vị và thấy quay rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Cái sự kiện này hãy chưa được chụp một tấm với Cường nữa đó quý vị, mong là có duyên tới sẽ có một cái sự kiện để mà lập Cường và chụp một tấm gần với Cường hết quý vị. Sự kiện ở Cần Thơ thì hãy bị vượt mất, hãy không có một cái bức ảnh chụp chung với Cường. Đây là lúc trao gửi những cái phần quà, cũng được quay những cái đoạn trailer rất là ngắn, rất là đẹp các quý vị. Quý vị còn nhớ cái món quà to như cái tủ này không? Là cái bó hoa của một khán giả đến tên ở thành phố với số tiền là 100 triệu đó quý vị. Dù là chỉ một cái đoạn rất là ngắn, chỉ hơn 1 phút thôi, nhưng mà hãy tin là nếu khán giả chúng ta đã từng có mặt trực tiếp ở cái sự kiện Cần Thơ thì đều cảm nhận được giống như là mới ngày hôm qua, phải không quý vị? Sự đông vui, sự nhộn nhịp, sự háo hức của rất nhiều khán giả FC màu áo xanh đọt chuối ở khắp mọi miền của đất nước, thậm chí là cả hải ngoại quý vị. Hôm đó thì Hải cũng có thấy được một số cô ở từ Mỹ bay về nữa đó quý vị, để mà dự cái sự kiện tại Cần Thơ đó quý vị. Cô tên Yến hay cô tên gì đó quý vị, hãy không nhớ rõ, nhưng mà hãy có nói chuyện được với cô là cô ở bên Mỹ về để mà dự cái sự kiện của Cường đó quý vị. Hôm nay chúng ta xem lại cái hình ảnh này cũng có cái cảm giác phải nói là cực kỳ bồi hồi, cực kỳ nhớ hết quý vị, cũng như là có cái lòng mong muốn là trong thời gian tới Cường có thể nào làm thêm một đêm nữa hết quý vị tại miền Tây nữa để mà gửi tặng cho khán giả miền Tây ha quý vị. Đêm diễn ở Cần Thơ cũng là một trong những cái đêm diễn mà rất là nhiều cái kỷ niệm của khán giả được chia sẻ cũng rất là dài trong các group FC Hồ Văn Cường đó quý vị. Không chỉ riêng khán giả của miền Tây nha quý vị, thậm chí là khán giả của miền Bắc Hà Nội cũng đã nhớ Cường rồi đó quý vị. Chưa gì hết mà đã nhớ đó quý vị. Kỷ niệm khó quên, mong ngày Út ra Bắc lắm nha. Cũng một khán giả, một FC của miền Bắc cũng chia sẻ những cái hình ảnh của Cường ở sự kiện nhà hát thanh niên, cũng mong muốn là Cường sẽ có mặt tại miền Bắc nữa đó quý vị. Đó là tất cả cái sự thương nhớ, cái sự yêu mến của khán giả miền Bắc, miền Trung, miền Nam, khắp mọi miền, thậm chí là cả hải ngoại hả quý vị. Nhưng bây giờ chúng ta chờ đợi chưa có cái sự kiện nào miền Bắc, miền Tây thì chúng ta cùng đi chung cho vui hả quý vị, đồng hành với Cường ở sự kiện thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ai sắp xếp được thì chúng ta tranh thủ chúng ta đến đồng hành, còn sắp xếp không được thì chúng ta hẹn show đầu năm 1 tháng 1 nha quý vị. Còn hai cái sự kiện lớn mà thì Hải cũng rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh. Hãy xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nếu như tất cả khán giả của mình có sử dụng nước cốt nhàu và cốm nhàu để điều trị và xua tan những cái cơn đau nhức xương khớp thì mong rằng quý vị có thể chia sẻ cũng như là giới thiệu và ủng hộ giúp cho Hải qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Xin cho phép hãy được dừng video tại đây. Nếu có những cái thông tin nào mới thì hãy sẽ cập nhật đến tất cả khán giả chúng ta. Xin được chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.